Thế em nghĩ là thời buổi hiện nay không có ai học ngành cơ khí á, nó khá là khô khan, nó nhàm chán như mấy cái máy gì đó. Em nghĩ là học ngành cơ khí thì lương sẽ thấp và sau này đi làm phải tiếp xúc với môi trường bụi bặm và nhiều công việc vất vả. Phải giỏi vật lý thì mới học được. Sau này ra trường thì làm những công việc rất là nặng nhọc, bụi bặm, lương ít và em nghĩ là cũng trong tương lai. Nếu bạn đam mê máy móc, kỹ thuật, muốn làm chủ những cỗ máy, tạo ra những chi tiết kỹ thuật, mong muốn tìm môi trường học với thời gian đào tạo tinh gọn để sớm tốt nghiệp, có thể đi làm ở độ tuổi 20, thì trường cao đẳng FPT Polytechnic là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. FPT Polytechnic đào tạo qua phương pháp, học tập qua dự án, thời gian đào tạo tinh gọn chỉ trong 2 năm, 6 học kỳ liên tục, giúp các bạn tiếp thu kiến thức hiệu quả, nhanh chóng. Ở kỳ đầu tiên, các bạn tân sinh viên sẽ được học môn phát triển cá nhân, tin học, tiếng Anh nhằm rèn luyện kỹ năng quản lý bản thân, thuyết trình, làm việc nhóm, tạo thói quen học tập tích cực, quản lý thời gian và nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, tân sinh viên sẽ được làm quen với ngành học của mình qua môn dung sai lắp ghép, trang bị kiến thức về vật liệu và kỹ thuật cơ khí, giúp hiểu về kim loại, áp dụng phương pháp nhiệt luyện, sử dụng vật liệu hiệu quả trong ngành cơ khí, kết hợp với phát triển kỹ năng tinh gọn và quản lý công việc. Song song với đó, kiến thức của môn học vẽ kỹ thuật là rất quan trọng vì nó rèn luyện vẽ kỹ thuật và lập bản vẽ cơ khí, giúp sinh viên hiểu và áp dụng quy tắc vẽ, đọc hiểu hình chiếu, lập bản vẽ chi tiết và lắp ráp cơ bản trong thiết kế cơ khí. Bước sang kỳ 2, sinh viên sẽ được học AutoCAD. Đây là môn học về thiết kế trên máy tính, sử dụng phần mềm AutoCAD 2D để tạo bản vẽ chi tiết và sản phẩm cơ khí. Sau môn học, sinh viên có khả năng sử dụng AutoCAD để thiết kế, thực hiện bản vẽ và quản lý đối tượng. Các bạn sẽ được học kiến thức cơ bản về sai lệch và ghép hệ thống, tiêu chuẩn, đo lường sai lệch và sử dụng công cụ đo lường trong sản xuất. Sau môn học, sinh viên có khả năng kiểm tra sai lệch kích thước, đọc và hiểu sai lệch hình dạng và đo lường bề mặt. Kỹ thuật an toàn lao động, tập trung vào trang thiết bị kiến thức an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp. Sinh viên sau môn học có khả năng áp dụng quy tắc an toàn và phân tích nguyên nhân gây tai nạn, nhất là trong thực hành nguội hàn. Thực hành nguội hàn sẽ giúp sinh viên thực hành các kỹ thuật hàn, kỹ thuật nguội và sử dụng công cụ cơ bản trong môi trường sản xuất hoặc doanh nghiệp. Sinh viên sau môn học có khả năng thực hiện các nhiệm vụ hàn, nguội và sử dụng công cụ cơ bản trong kỹ thuật hàn, nguội. Ở kỳ 3, sinh viên sẽ học về cơ sở công nghệ gia công kim loại để hiểu biết về thiết kế và quy trình gia công chi tiết kim loại. Trong môn học đồ gá, sinh viên sẽ tìm hiểu và áp dụng kiến thức về sai số chuẩn và lực kẹp trong công nghệ gia công. Môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu cách định vị số bậc tự do của đồ gá, nhận biết cấu trúc của cơ cấu định vị và thực hiện thao tác lắp đồ gá trên máy công cụ. Thực hành cơ khí 1 là lúc sinh viên được kiểm tra năng lực, hiểu biết bản thân về thực hành sử dụng máy tiện và máy phay cơ bản, đồng thời học về an toàn lao động trong quá trình gia công. Kỹ năng phát triển bản thân là kỹ năng cần phải có của mỗi sinh viên, vì môn học này giúp các bạn tự tin khai phá bản thân, cải thiện khả năng giao tiếp để xây dựng mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Ở kỳ 4, sinh viên sẽ tập trung vào kiến thức về cơ kỹ thuật, tính toán lực và thiết kế máy, học cách giải quyết vấn đề kỹ thuật và tính toán lực. Sau môn học này, các bạn sẽ hiểu về cơ học cơ bản, tính toán lực và có khả năng thiết kế bộ chuyển động. Công nghệ CAD, CAM, CNC bổ sung kiến thức về phần mềm gia công cơ khí Mastercam, học cách viết và đọc lệnh G-code và sử dụng Mastercam để thiết kế và lập trình gia công chi tiết, kim loại 2D và 3D. Sau môn học, sinh viên có khả năng lập trình gia công chi tiết và rèn luyện kỹ năng chính xác. Nắm bắt tiến bộ khoa học, công nghệ và gia nhập thời đại 4.0. Trong môn học vẽ và thiết kế trên máy tính, sinh viên sẽ học cách sử dụng phần mềm thiết kế 3D, tạo và chỉnh sửa chi tiết cơ khí, mô phỏng máy móc và cấu trúc và tạo bản vẽ hoàn thiện. Sau môn học, sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm SolidWorks, viết lệnh vẽ 2D và 3D, lắp ráp và thực hiện các nhiệm vụ thiết kế. Thực hành cơ khí 2 là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức khi sử dụng máy tiện, máy phay cao cấp, cùng với việc đảm bảo kỹ thuật an toàn lao động. Ở học kỳ 4, sinh viên có cơ hội học môn lập trình tiện CNC để thực hành lập trình máy tiện CNC theo mã lệnh và chu trình gia công, kiểm tra và hiệu chỉnh chương trình CNC và sử dụng phần mềm mô phỏng Simple Edit để lập trình và mô phỏng quá trình gia công. Sang tới kỳ 5, sinh viên sẽ học về lập trình phay CNC, được sử dụng máy móc tinh vi, vận hành theo những thông số kỹ thuật, câu lệnh được thiết lập sẵn.
Từ đó, tiết kiệm công sức và hạn chế lao động chân tay, đảm bảo an toàn lao động, ưu việt hơn trong quá trình gia công. Sau khi nắm vững kiến thức về máy phay, tiện CNC, sinh viên có cơ hội thực hành phay, tiện CNC với công việc chính là thực hành trên máy tiện và máy phay CNC, tập trung vào an toàn kỹ thuật, vận hành máy, lập trình và gia công các chi tiết cơ khí. Khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có khả năng thao tác máy, vận hành bằng tay và tự động, thiết lập góc tạo phôi và thực hiện các chu trình gia công cơ bản. Một môn học góp phần quan trọng đó chính là kỹ năng làm việc sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết email, CV và phỏng vấn tuyển dụng, cũng như thiết lập mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. Hành trang cho sinh viên làm quen với văn hóa doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở đó, mà còn qua môn học khởi sự doanh nghiệp, cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để sinh viên hiểu về quy trình khởi nghiệp. Từ đó, sinh viên có khả năng phân tích lý thuyết kinh doanh, xây dựng kỹ năng cần thiết để biến ý tưởng kinh doanh thành dự án khởi nghiệp cho bản thân hoặc cho doanh nghiệp. Trong học kỳ thứ 6, sinh viên ngành cơ khí sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình 2 năm của mình. Kỳ thực tập là cơ hội để các bạn áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tìm hiểu về môi trường làm việc và phát triển kỹ năng chuyên ngành. Sau đó, sinh viên sẽ trải qua bảo vệ dự án tốt nghiệp. Đây chính là cơ hội để sinh viên thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực cơ khí, cũng như thể hiện chất lượng đào tạo của nhà trường và giảng viên. Chưa dừng lại ở đó, trường cao đẳng FPT Polytechnic còn kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp uy tín, cam kết hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Nhu cầu nhân lực cho ngành nghề này là rất lớn, vì thế nên các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm vị trí đa dạng như chuyên viên kỹ thuật làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp có sử dụng dây chuyền công nghệ và thiết bị cơ khí hoặc liên quan đến cơ khí, kỹ sư cơ khí, chuyên viên vận hành máy CNC, chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, hệ thống sản xuất chế tạo máy, chuyên viên kinh doanh sửa chữa cơ khí, chuyên viên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị và hệ thống sản xuất, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang thiết bị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Hãy đăng ký nhập học tại trường cao đẳng FPT Polytechnic ngay hôm nay!